Đây, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình nói về đến cái phần đuôi cơ chính bảo. Thì cái phần mà ngang bằng như thế này là mình đã làm rồi này. Các bạn cho bạn xem rõ tí này. Hình như nhiều khi nhà mình nó bề bộn quá thì đây thì sơ sơ thôi. Cái độ bằng nó là phải đã có nha. Đó. Thì khi mà nó bẻ lên thì nó sẽ xéo lên như thế này này. Đây. Đó, nó càng càng lên nó càng xéo nha. Rồi, cái vấn đề thứ hai chính của mình đây á, là cái này này. Là nó chả sụt lên sụt xuống này. Và khi nào mà gió lớn á, mình không cần lấy nữa thì nó sẽ gài lại. Nó lên từ tới đây là nó gài lại. Gài lại đây, cứ ngắt ở đây. Thế là xong. Khi nào mà mình cần cho nó thả ra thì mình làm một cái dây kéo bên dưới là nó tụt xuống dưới là mình cái đuôi nó trả về vị trí ban đầu. Nè các bạn nhìn, thì cái phần đuôi với cánh là nó đã sang song nhau rồi. Thì có bắt được gió xong bắt được gió thì nó sẽ xoay về hướng khác, nên là mình rất chi là yên tâm. Cái này là gió lớn mà kệ gió lớn, mình không có cần lấy nữa, mình chơi hệ sạc mà lấy hệ gió nhỏ thôi. Và cái tỷ lệ đuôi á, đây mình gạt xuống đã, nó cũng nặng lắm các bạn ạ, dùng cái lò xo này cũng nặng lắm. Đấy, ví dụ như cái đuôi kia càng nặng á thì cái khi mà nó lên càng trễ, còn khi mà nó nhẹ quá nó sẽ lên càng nhẹ, nên là mình có tăng độ nặng nhẹ đằng sau này thì nó sẽ khóa trễ hơn, thay vì khóa sớm thì mình sẽ canh được cái lượng ấy để cho nó phù hợp, canh được cái cần cho nó phù hợp với anh em. Đấy, thì đây thì mình làm lại lần cho các bạn. Thì cái đường đuôi cho các bạn ấy ạ, thì lúc nào nó sẽ nặng hơn thì nó sẽ khóa trễ, còn cái càng nhỏ quá, tấm lá nhỏ quá thì nó sẽ không có giữ được cái phần cánh, còn nếu mà lớn mà nó nhẹ quá thì nó dẫn đến là nó sẽ bẻ sớm, còn cả nặng lên nặng nhẹ là do cái đằng sau, càng nặng thì nó khóa càng trễ thôi. Đây mình làm lại cho anh em xem một lần. Ví dụ như đây, nó lên nó tự trả về này. Nhưng mà cái của mình á, nó lên được rồi, nó lên ví dụ như nó lên được lưng chừng này là nó sẽ trả về á thì không sao. Chứ mà lúc mà gió mà lên khóa nó lên tầm này này, rồi nó khóa cứng ngắc luôn này. Đấy, thì nếu mà đến gió mà lớn lên như vậy rồi thì mình không cần lấy nữa, mình cứ để gãy nó thôi. Còn nếu mà các bạn muốn để cho nó tự động lên xuống á, ở đây mình có một cái lò xo này. Đây, mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Đây, mình đây có một cái lò xo này. Lò xo này là lò xo có chống nghiêng nha, chống nghiêng của xe máy nha, quay rim nha. Đấy, thì đây mình ép xuống này nó sẽ xuống như này, nó rất chi là nặng chứ không phải là nhẹ đâu. Đó, đấy, mình có gì mình chế đấy, mình có gì mình xài đấy. Mình đi tìm chả kiếm được lò xo, giờ đi mua không có thì mình lấy tháo cái chống xe của mình, cái xe mình không xài tới mình lấy luôn, bỏ qua đây. Cái này thì dùng bát khóa này, các bạn bát khóa thôi, còn cái này là sắt 16 dùng bát khóa luôn. Anh em có thể là dùng đấy nha, dùng cái gì tùy các bạn, nhưng mà sắt này này, sắt này thì các bạn xài sắt trơn nó hay hơn, mình hết sắt trơn rồi, ống nó sẽ trơn lùi luôn á,
không có gân như thế này. Nhiều khi nó gân mà nó cứ rột này kia nó hơi khó chịu. Còn các bạn xài sắt trơn á thì nó sẽ tiện hơn. Chứ còn thêm cái phần này này. Phần này là phần cục kích. Kích để mình thử gắn đếm vòng tua bằng cái mô bin sườn hay là IC qua kích cho nó chạy. Nên nó nổ để đẹp chơi. Đó. Dây xuống thì mình đi 4 dây là. Nhưng mà tổng trên này là mình dùng 6 dây. Đây, 6 dây xuống, 6 ổ than. Mỗi hàn thì mình nó không có được đẹp cho lắm. Nhưng mà miễn là ngấu chín ngon lành được rồi. Nó không được đẹp như các chuyên gia. Đây, mình cũng là mình hàn không đó chứ. Mấy cái lỗ này thì mình bứt hết rồi. Bữa trước thì tính cho ra đây lần này. Nhưng mà nó cái ống bạc bạc thau mình trong kia nó sát quá, nó không có chừa chỗ để cho dây điên này được. Nên là phải bắt buộc ghi dây này ra. Đấy, mô hình thì chỉ đơn giản vậy thôi nè. Thì ngày hôm nay thì gió động mưa các bạn ạ, đang động mưa. Gió như thế này nè. Đó. Gió được như thế này đây. Bây giờ thì mình chuẩn bị lắp cánh. Lắp cánh lên để chơi. Đang chuẩn bị lấy đồ ra đây để mình lắp này. Lắp cánh ở ngoài này xong rồi bê vào trong chỗ kia chơi. Tấm đuôi lái của mình ở đây còn chưa cắt nữa anh em này. Đây, tấm đuôi lái anh em nhìn thấy nè. Đâu có nhỏ đâu. Đó. Tấm đuôi lái của mình á. Các bạn hỏi xài không biết là lớn như thế nào. Cái này mình thấy nó đang còn nhỏ đó, nhiều khi 6 cánh là nhiều. Cái đuôi nó còn nhỏ. Vì cái đuôi nó có giữ được thì cái cánh nó mới bẻ được. Cái cánh nó bẻ ra bên được. Không đủ lớn thì nó không có bẻ được. Chỉ vậy thôi. Thì tới đây mình chắc cũng không có thời gian nhiều để làm video cho anh em xem nữa. Thì chắc tuần 1 đến 2 video thôi. Chứ mình làm nhiều video lên rồi anh em cũng xem thì cũng rất nhiều nhưng mà đăng ký cho mình thì ít. Nên chắc mình sẽ làm ít video lại. Chứ làm nhiều quá anh em cứ không có ủng hộ gì mình hết. Thì nếu mà anh em nào mà cứ đăng ký ủng hộ để cho mình có niềm tin mình làm về đến điện gió này thì mình sẽ quay từ từ cho anh em xem hết. Bây giờ nói chung là mình cũng con cái học hành cho con này kia đi làm xây dựng này nọ nó đủ thứ hết. Nên là cũng tranh thủ làm ít video để cho các bạn xem thôi. Rồi video tới đây rồi. Chào, hẹn gặp lại các bạn.